Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa phá hủy một trung tâm chỉ huy của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Trung tâm nằm trong mạng lưới đường hầm, có điện và các tiện nghi khác, minh họa cho sự rộng lớn và phức tạp của các đường hầm bên dưới Gaza. IDF cho biết trong một tuyên bố rằng trung tâm chỉ huy vừa bị phá hủy của Hamas liên kết với một căn hộ từng được lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar sử dụng. Lữ đoàn dự bị số 14 đã tham gia vào việc xác định và phá hủy trung tâm chỉ huy và mạng lưới đường hầm phức tạp của Hamas ở Bắc Gaza. Các binh sĩ đã kiểm tra trục đường hầm và đến một đường hầm quan trọng, dường như được sử dụng bởi các quan chức cấp cao của cánh chính trị lẫn quân sự của Hamas. Đoạn phim do IDF công bố cho thấy cuộc điều tra các đường hầm. Các đường hầm sâu khoảng 18 mét và có hệ thống thoát nước riêng để mọi người có thể sống ở bên trong và tiến hành chiến đấu trong thời gian dài. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố đã phát hiện một mạng lưới đường hầm từ nhà của các thủ lĩnh Hamas ở sâu bên dưới thành phố Gaza, tại dải Gaza. Hình ảnh mà quân đội Israel cung cấp cho báo giới cho thấy các đường hầm này có cầu thang xoắn ốc và thang máy ở dưới lòng đất. Các đường hầm được trang bị hệ thống điện, nước, camera giám sát và cửa chống bom đạn. Khu phức hợp cả trên và dưới mặt đất này là trung tâm quyền lực của cánh chính trị và quân sự thuộc Hamas. Hamas từ lâu đã tự hào rằng mạng lưới đường hầm của họ dài hàng trăm km. Một số đường hầm sâu tới 80 mét và được một số con tin đã được trả tự do, mô tả là giống như mạng nhện. Sau khi Israel khởi động xung đột loại bỏ Hamas, những cảnh báo mà giới chỉ huy quân sự Israel đưa ra ngay từ đầu rằng đây sẽ là một chiến dịch khó khăn và kéo dài dần trở thành hiện thực. IDF nỗ lực cắt rời các lực lượng quân sự của Hamas, làm suy yếu đáng kể nhóm chiến binh ở phía bắc Gaza, phá hủy nhiều km đường hầm và mở rộng các hoạt động trên bộ ở cả trung tâm Gaza và Khan Yunis, thành trì của Hamas ở phía nam. Nhưng Hamas về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn ở phía nam dải Gaza. Chưa có chỉ huy nổi bật nhất nào của tổ chức này bị loại bỏ. Và thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas vẫn tự tin rằng ông và lực lượng khổng lồ mà ông lãnh đạo cuối cùng sẽ có thể cầm chân được quân đội Israel và tiếp tục hoạt động. Một số người Israel tin rằng IDF sẽ càn quét tương đối suôn sẻ qua Gaza, nơi Hamas đã chuẩn bị phòng thủ trong một thập kỷ rưỡi. Nhưng hầu hết người dân Israel đã dự đoán số binh sĩ thiệt mạng của IDF sẽ còn tăng cao hơn. Ban đầu, nhiều người đã hy vọng IDF sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong việc nhắm mục tiêu vào các thủ lĩnh chủ chốt của Hamas. Và điều quan trọng là họ đã đặt hy vọng IDF sẽ thành công hơn nữa trong việc giải cứu con tin. Nhưng khi nhiều ngày, nhiều tuần trôi qua, sự mệt mỏi vì chiến đấu ngày càng gia tăng và sự căng thẳng đối với các binh sĩ, các gia đình cũng như nền kinh tế quốc gia mỗi ngày một tăng không thể tránh khỏi. Các đoạn trích bị rò rỉ từ các cuộc họp nội các và một số lời phê bình được đưa ra trước công chúng cho thấy các bộ trưởng trong nội các Israel đã mất kết nối sâu sắc. Họ thậm chí còn có nguy cơ làm suy yếu niềm tin của binh lính đối với những người đang chỉ đạo mình. Điều nguy hiểm là sự bất đồng chính trị và đấu đá nội bộ có thể sẽ lan rộng trên toàn quốc và lan đến hàng ngũ binh sĩ đang tham chiến. Có cảm giác rằng Israel không chỉ đang đấu tranh với thời hạn mà họ phải giải tán Hamas trước khi Mỹ tìm cách áp đặt các giới hạn, mà còn đang nỗ lực để loại bỏ Hamas trước khi người Israel bắt đầu tự chia rẽ về mặt chính trị. Trong khi đó, các mặt trận khác vẫn vang tiếng súng và biên giới với Liban đang sôi sục hơn bao giờ hết. Hàng chục nghìn người Israel không có cơ hội quay trở lại các thị trấn và cộng đồng phía Bắc, chừng nào Hezbollah còn ở gần biên giới, bắn tên lửa chống tăng chính xác vào hàng chục ngôi nhà. New York Times hôm nay, 30 tháng 12, dẫn lời ông Thomas White, Giám đốc Cơ quan Cứu trợ Người Palestine của Liên Hợp Quốc, ở dải Gaza cho biết, một đoàn xe viện trợ của Cơ quan Cứu trợ Người Palestine của Liên Hợp Quốc đã bị binh sĩ Israel nã đạn khi trở về từ phía bắc dải Gaza dọc tuyến đường mà quân đội Israel chỉ định. Ông Oai nói, nhân viên cứu trợ không bao giờ nên trở thành mục tiêu tấn công, cho biết thêm, một chiếc xe trong đoàn đã bị hư hại, nhưng may mắn không có nhân viên Cơ quan Cứu trợ Người Palestine của Liên Hợp Quốc nào bị thương trong sự cố. Theo New York Times, đoàn xe bao gồm các phương tiện được gắn phù hiệu của Liên Hợp Quốc và đang trên đường trở về sau khi chuyển nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm bột mì cho người Palestine ở phía bắc dải Gaza, hiện đang sinh tồn trong cảnh vô cùng thiếu thốn. Phát ngôn viên của Cơ quan Cứu trợ Người Palestine của Liên Hợp Quốc, Juliette Thurma khẳng định đoàn xe đã thống nhất kế hoạch với quân đội Israel và thông báo tuyến đường dự kiến. Tuy nhiên, quân đội Israel yêu cầu đoàn xe di chuyển theo một tuyến đường khác và đoàn xe đã tuân thủ. Sau đó, vụ nổ súng vẫn xảy ra. Ngày 29 tháng 12, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng ở dải Gaza trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở Trung Đông. Theo Stefan Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thư ký bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột leo thang ở Gaza cũng như nguy cơ xung đột lan rộng giữa Israel với phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác, gây hậu quả tàn khốc cho toàn bộ khu vực Trung Đông. Tổng thư ký Guterres cũng lưu ý tới tình trạng bạo lực gia tăng ở bờ Tây khi lực lượng an ninh Israel tăng cường các chiến dịch. Ông cảnh báo các vụ đụng độ giữa người Israel và người Palestine là rất đáng báo động và gây con số thương vong cao. Ngoài ra, các vụ đấu súng qua lại dọc đường xanh đang có nguy cơ châm ngòi leo thang xung đột giữa Israel và Liban, đe dọa gây bất ổn toàn khu vực. Bên cạnh đó, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại trước các vụ tấn công liên tiếp của các nhóm vũ trang ở Iraq và Syria, cũng như các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ thời gian gần đây. Ông hối thúc tất cả các bên kiềm chế tối đa và triển khai ngay những bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Ông nhắc lại lời kêu gọi mọi thành viên của cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả trong quyền hạn của mình để tác động tới các bên liên quan nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Ông Guterres cũng một lần nữa kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn khẩn cấp vì mục đích nhân đạo ở Gaza và trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho các con tin. Báo cáo trước Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề về Trung Đông Khaled Khiari cảnh báo tình hình ở khu vực này đang ngày càng xấu đi ở mức rất đáng báo động, với nguy cơ xung đột lan rộng rất cao. Cả người dân Israel và Palestine, đặc biệt là người dân ở Gaza, đang phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp từ cuộc xung đột. Reuters vừa qua đưa tin, Mỹ, Anh, Đức và Pháp ngày 28 tháng 12 ra tuyên bố chung lên án việc Iran gia tăng sản xuất uranium được làm giàu ở mức độ cao với độ tinh khiết lên tới 60%, gần với mức được sử dụng làm nhiên liệu vũ khí hạt nhân. Trong tuyên bố, 4 nước không đề cập hậu quả Iran có thể phải đối mặt khi tăng sản lượng uranium như trên, nhưng kêu gọi đảo ngược quá trình này và nhấn mạnh họ vẫn cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao cho tranh cãi về chương trình hạt nhân của Tehran. Mỹ cùng các quốc gia phương Tây cho rằng việc Iran tăng mức độ làm giàu uranium lên 60% là bước leo thang mới nghiêm trọng hơn trong chương trình phát triển hạt nhân của Iran và không thể biện minh là vì mục đích dân sự. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi IAEA công bố báo cáo cho biết Iran đã tăng sản lượng urani được làm giàu ở cấp độ cao sau một thời gian giảm sản lượng từ giữa năm 2023. Theo báo cáo, từ cuối tháng 11, Iran đã tăng lượng urani làm giàu 60% lên khoảng 9 kg một tháng, tăng 3 kg so với hồi tháng 6 và quay trở về mức sản lượng của nửa đầu năm 2023. Hồi tháng 6, Iran thông báo về các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và nêu điều kiện giảm tốc chương trình làm giàu urani. Sau đó, vào tháng 8, khi hai nước đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân, Iran cam kết không làm giàu ở mức trên 60% và hợp tác với các thanh sát viên của IAEA. Đổi lại, Washington sẽ không siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran, dỡ bỏ phong tỏa đối với tài sản trị giá hàng tỷ đô la Mỹ ở nước ngoài của Iran, với điều kiện số tiền này chỉ được dùng vào mục đích nhân đạo. Cấp độ làm giàu 60% thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân, song lại cao hơn nhiều so với mức giới hạn 3,67% mà Iran cam kết trong thỏa thuận đã ký với nhóm P5+1, gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng với Đức năm 2015. Ngày 27 tháng 12, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami khẳng định nước này không làm gì mới mà chỉ đang triển khai các hoạt động theo quy định. Iran luôn bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các hoạt động liên quan đến hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích hòa bình. Tehran khẳng định luôn theo đuổi các biện pháp ngoại giao thông qua các cuộc đàm phán và vẫn tuân thủ các quy định trong kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA. Hồi tháng 9, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng nước này và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong thời gian tới về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trước đó, một số cơ quan truyền thông Iran đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani gặp ông Brett McGurk, phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden và điều phối viên Nhà Trắng về Trung Đông Bắc Phi tại Oman. Các nguồn tin này còn cho biết hai quan chức này tiến hành cuộc gặp nói trên để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Các quan chức Iran trước đây đã nhiều lần bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ, song tiết lộ vẫn trao đổi thông tin gián tiếp với Mỹ thông qua các trung gian hòa giải trong những tháng qua. Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEA) Mohammad Eslami cho biết, bất chấp các lệnh trừng phạt đơn phương, Tehran sẽ tiếp tục các hoạt động hòa bình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân nhằm nâng cao phúc lợi của người dân nước này. Theo hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran, ông Eslami đã đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu tại khóa họp thứ 67 của Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Ông Eslami khẳng định Iran sẽ tiếp tục thiết kế và phát triển các lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân, máy gia tốc và hệ thống chiếu xạ theo kế hoạch vì mục đích hòa bình. Theo quan chức này, Iran cũng cam kết tăng sản lượng điện hạt nhân lên 20.000 MW mỗi năm từ nay đến năm 2040. Theo ông, Iran vẫn cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận đã đạt được với IAEA và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời đã cố gắng hết sức để giúp cơ quan này dễ dàng thực hiện các hoạt động xác minh chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, Mỹ đã nêu điều kiện để khôi phục đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Phát biểu họp báo cuối tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller nói rằng Iran phải thực hiện các bước giảm leo thang về chương trình hạt nhân nếu muốn tạo không gian ngoại giao với Mỹ. Người phát ngôn này nói thêm rằng những bước đi như vậy cần bắt đầu bằng việc Iran hợp tác với IAEA. Ông Miller nhấn mạnh các bước mà ông đang nói đến như một khúc dạo đầu tiềm năng để nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Iran, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, người phát ngôn này không cung cấp thêm thông tin chi tiết.